Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NM Hạt đấy. Thì trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Xeo Cá, một vị tướng xạ thủ ở bản cập nhật mới nhất thì có sự thay đổi. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em, đó là về chất tướng Xeo Cá cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu. Thì anh em cùng mình theo dõi nhé. Ở trận đấu này mình đối đầu bên kia là một xạ thủ tay cũng khá là dài, là Theonat. Thì Theonat cũng là một xạ thủ mạnh ở giai đoạn cuối trận thôi. Đầu trận thì Theonat thì cái lượng đám cũng chưa phải là tốt. Bên cạnh đó thì bên kia cũng có 3 đúng DSP nữa, một chất tướng có địa giám. Thì giai đoạn đầu trận thì sau khi Asa tay mình đang đi hỗ trợ giúp cá phám thì mình cũng sẽ gọi là ôm trù thôi. Ôi pha này hên này. Tình huống cướp được đó là con đom đóm khá là hên anh em ạ. Bây giờ thì tại bên mình đang tập trung lên đấy khá là đông, thì tình huống này thì mình cũng sẽ gọi là mạnh dạn hơn nhá. Vật tổ vũ tấn của bá đúng được sử dụng. Zuka thì đang bắt vào theo nát tem địch mất tốc biến bỏ chạy rồi. Tem bên bàn lại đấy cũng khá là đông, vẫn chưa có điểm hạ gục nào đầu tiên cả. Ở khu đường tha thân thì có cái chiến công đâu dành cho Vân Cá và tìm biến địch rồi. Còn ở khu vực đường rồng tèm bên mình thì chắc là ăn con rồng này là phương án tối ưu này. Ôi bắt được này. Hết combo đến từ vị trí của Vira rồi. Và này thì Aza đang ngồi trên đỉnh đầu của mình. Xả thật thương vào, đó là xả thủ tèm địch. Xả thủ của tèm địch lùi lại. Mình lượt chiêu cuối lên một tí thêm cái tốc biến nữa. Xui thế nhờ. Lần này thì không may mắn như đó là lúc nãy ăn con đom đóm này rồi. Xạ thủ theo nát của tem địch không thấy vạch máu luôn á. Đúng là không thấy vạch máu đâu nữa nhưng vẫn chạy về được. Rất tiếc. Mình đầu tư đó là cả cái chiêu cuối đầu tư thêm, đó là cái tốc biến lên để xả thật thương nữa. Nhưng mà vẫn chưa đủ đám để ăn được. Floor tem bên bàn. À floor tem bên mình chả gì vậy. Tao phịt trước. Floor. Bình tĩnh bạn ơi. À, ý của Flo chắc có lẽ là phịt trước rồi gánh tím sau đúng không? Thì để xem là lo tí nó sẽ như thế nào. Tại bên mình thì có Aza DSP, Aza kết hợp với Xeo Cá thì cũng không phải là quá tốt nhưng mà cũng được anh em ạ. Cũng ổn. Yếu triều vẫn áp sát các kiểu thì có Aza thì cũng ổn, chứ Aza mà kết hợp với các chất tướng như kiểu đặc biệt trận đấu này, nếu mà Flo muốn đỡ một tí ấy, kết hợp với Flo cực kỳ là chuẩn. Aza thì kết hợp với các chất tướng đấu sĩ khỏe ấy, có khả năng bền bỉ trong giao tranh thì sẽ gọi là tốt nhất, hợp lý nhất. Còn những chất tướng máu giấy thì cũng sẽ không hợp cho lắm. Rồi, một lần nữa thì lại giữ được đó là con đom đóm để có thể soi map, gia tăng thêm cái lượng vàng và kinh nghiệm một tí thôi. Tích tiểu thì thành đài anh em ạ. Flo tem mình lỏ rừng triều vấn. Chắc có lẽ bị triều vấn gánh mấy phá ấy. Keo đối đầu giữa Flo và Sucker thì Flo nếu mà ok phạt mùa tam ổn á là trên cơ Sucker nữa. Nhưng mà chắc có lẽ là bị triều vấn gánh á. Hiện tại bây giờ về thế trận thì ở đường mình thì hoa hoàn thôi, đường kia thì hơi thọt. Rồi bây giờ thì mình đang được đó là xả giao tránh, chơi luôn này, quất luôn này, bắt luôn này và tiền đó là vẹt tê tém địch lên bảng điểm số. Tìm đến mình thì cũng lùi về thôi. Ok, vậy là thành công rồi, bây giờ thì sẽ đẩy thể lính lên cáo. Cũng quá phút thứ 4 rồi, bây giờ mà sở hở phát là có thể lấy trụ được, mình dừng chiêu cuối xả thật thương luôn nhá. Theo nát của tém địch thì chạy ra xa rồi. Thì chạy ra xa khỏi tâm thì mình sẽ bắn trụ, mà lên cao phạt thì mình sẽ gọi là xả hạt thương vào theo nó.
Anh em thấy thì lấy đi được khoảng nửa máu trụ rồi, như vậy là cũng ổn. Một lần đó là sử dụng chiêu cuối nữa thì chắc có lẽ là lấy được cái trụ đó. Ok, dùng cá tém mình thì cũng lại gánh. Nhưng mà dính ngay cái đĩa giám của bà đúng rồi. Tình huống này thì mình vẫn đang được xả thân thương Varys. Và SP tém địch lên bảng điểm số. Nhưng một phát vật tổ vô tất đẹp. Và dùng cá tém mình cũng phải lên bảng điểm số luôn. Một phát trao đổi thì cũng chỉ đó là hòa hoãn dành cho hai bên thôi. Dùng cá tém mình thì chửi mịt tém mình rồi. Nãy giờ gọi là chưa thấy gọi là sự xuất hiện của mịt tém mình á. Nên là chắc có lẽ là dùng cá nói. Rồi, Triều Vân thì bổ chiêu cuối vào mình nhưng không sao cả, mình đang còn là cái tốc biến nữa. Và có thêm á giá trên đỉnh đâu nữa nên là cũng không đáng ngại cho lắm. Thì có lẽ là farm xong pha này thì mình sẽ lùi về nhá, bởi vì hiện tại thì năng lượng của mình đó là hết rồi, lùi về cho an toàn. Tìm bên mình lại chửi nhau rồi, nỏ tốt anh em ạ. Về chất tướng của hai bên thì anh em nhận thấy thằng thì tém bên bàn cũng khá là trâu ấy. Anh em thấy ba con trâu bò vì Triều Vấn này, rồi sơ cớt này, rồi thêm ba đúng nữa, những chất tướng rất là trâu bò. Ban này thì mình dừng chiêu cuối và xả hạt thương để đẹp được cây trụ, đẹp được trụ rồi. Triều Vấn lao lại định bổ vào mình nhưng mà mình chú ý vào trụ rồi, nên là bổ vào giúp cá, chưa đủ cái lượng sát thương. Giúp cá thì chất tướng cơ động hơn, nên là giúp cá vẫn lùi về được. Á giá đâu nha, ôi á giá về lén đi bạn ơi. Về hỗ trợ mình với này, lấy luôn đó là cái trụ này này. Mình đặt trở lại chiêu 2 ở trong bụi cỏ phát, nếu mà đối phương dầm phải thì sẽ làm lộ tầm nhìn nhá. Đấy, những tình huống này thì đặt trở lại chiêu 2 ở những cái bụi cỏ ấy. Về phần chiêu thức của vị tướng Selka thì mình sẽ phân tích cho anh em cụ thể như sau. Chiêu thứ nhất anh em kích hoạt một phát giúp Selka tăng tốc độ di chuyển và tấn công. Chiêu thức thứ hai thì xeo cá và là đặt ra đó là 7 min như thế này, đối phương dầm phải thì sẽ chịu sát thương, búp cho xeo cá một lớp giáp ảo bên cạnh đó thì sẽ làm lộ tầm nhìn, vì thế anh em có thể đặt min ở trong bụi cỏ cả kiểu ấy, nơi mà chỗ đối phương hay đi quá để anh em kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Còn về chiêu cuối thì anh em dừng pháo, anh em bây giờ nè, lúc trước anh em phải dừng yến tại chỗ nhưng bây giờ anh em có thể lượt lên được một đoạn ngắn để có thể dừng pháo, và khi dừng pháo thì anh em bắn và xả sát thương thôi. Pha này cho mình xin con búa sánh bạn ơi, thì mình hết năng lượng rồi. Ui, Zuka nó tốt, Zuka nó tốt. Cho mình con búa sánh thì đẹp. Ok, hiện tại bây giờ tém đi từ cùng tập trung trên này khá là đông. Hôn gió của Vera thì sử dụng trúng vào mình rồi. Pha này thì có giáo tránh, Zuka tém mình khá là thấp máu, Zuka đã phải lên bảng điểm số rồi. Một cú tả súng hủ đột, một cú đìa giám tốt. Bây giờ mình dừng chiêu cuối, xả ra thướng, xả ra thướng, xả ra thướng. Van được màng khéo nát của team bên địch rồi. Giúp cá nó tốt, giúp cá mà cho mình còn búa sánh thì ngon. Rồi quay trở lại sát thương, ăn thêm màng của đó là mịt tém ích nữa. Tiêu vẫn lại và tính bên mình đã phải lên bảng điểm số cả 3 người rồi. Và này thì chắc là mình khó thủ cái trụ này rồi anh em ạ. Phở ló tém mình thì đang trên đường di chuyển lên, mình nên né tránh trường hợp Tiêu vẫn nó bổ phạt là mình bay mau liền ấy. Rồi phở ló lên thì cũng hỗ trợ kịp thời và lùng được màng và sơ cất, vậy là hay rồi. Chứ chừng này máu mà Tiêu vẫn nó bổ phạt là mình không có cơ hội để chạy về đâu. Triều Vân bây giờ nó thôi chết là sánh rồi, cái đi ấy thì 404 và lượng vàng và là nhiều nhất rồi, là tìm bên địch rồi. Này anh em biết thì Triều Vân ở bản này cực kỳ là khỏe, Triều Vân thì cũng lên biểu đồ theo thiên hướng xê mỹ nữa, biểu đồ đó thì phải siêu khỏe luôn á. Về chiêu thức của xéo cá thì mình cũng đã phân tích cho anh em rồi. Đối với xéo cá thì anh em càng bắn thì sẽ gia tăng thêm cái lượng cống, và bên cạnh đó thì gia tăng thêm cái đám chỉ mang. Vì thế anh em thấy xéo cá càng bắn cái lượng đám càng có, đến từ nội tài của vị tướng này đó là như vậy anh em ạ. Thì về cách chơi thì khá là đơn giản thôi. Nói chung anh em cứ kích hoạt chiêu 1 tăng tốc độ di chuyển bắn thương rồi, chiêu 2 thì đặt gọi là 7 min một cách hợp lý. Chiêu cuối thì anh em phải dừng một cái góc hợp lý nha, tránh trường hợp gọi là tém địch làm choáng này, tránh trường hợp bị tém bên địch gọi là gây sát thương các kiểu. Bởi vì khi anh em dừng chiêu cuối thì phải đứng yên một chỗ, trừ khi đó là có cái tốc biến, anh em có thể tốc biến lùi lên hoặc là tiến lên hoặc là lùi lại thôi. Và mình trả cho SP gọi là lên mình nhá, bởi vì tầm này thì mình cũng có một lượng đám tốt rồi. Tầm này lên mình bảo kế mình, tránh trường hợp bị tém địch sốc đám là mình có thể xả sát thương được. À ra bây giờ lên mình là hợp lý nhất này, lên phân ló cũng được, nhưng mà lên mình bảo kế mình thì sẽ tốt hơn.
Rồi bây giờ tém đi tập trung đây đó, chứ là ông mình đang có tốc biến là tốc biến để sát thương. Rồi sử dụng luôn đó là chiêu cuối lượt lên một đoàn và xả sát thương. Ba người có tém đi khá là thấp máu rồi. Bây giờ thì Kiều vẫn tém bên bàn thì cũng rất chỉ là khỏe. Và này đáng đuổi theo gọi là vấn cá của team mini không biết có kịp hay không. Nhưng mà không kịp rồi, không còn cái tốc biến nữa. Viera tém bên bàn zone đám nhưng mà chưa đủ cái lượng sát thương để ăn được mình. Đó, cứ lên mình đi, lên mình rồi mình xả sát thương ok hơn đấy. Tránh trường hợp bị tém đi sốc đám nữa. Cứ để mấy ống đỏ là can quẻ thôi, cứ lên việc lên mình là được ấy. Và mình sẽ chát gọi là lên mình. Chứ lên người khác thì nhiều khi là lại để mình lại vô vào và không thể bảo kê được mình á. Tức thể lên phơ ló hoặc là lên mình thôi, còn ví dụ lên rá hoặc là lên rú cá đấy sẽ không hợp. Rú cá cũng ổn đấy, chứ lên rá đấy sẽ không hợp lý lắm, thì cho lắm lên mình bảo kê mình là được. Đây pha này thì mình đang được xả thương này, khá là thấp máu đến từ ba đúng của team Mendic rồi. Dừng chiêu cuối nhưng mà chết đủ đó là cái lượng xả thương thôi, không lấy được đó là màng của ba đúng thì lấy luôn đó là cây trụ. Và Triều Vân thì cũng phải gọi là lui về rồi. Ở thì tấn công thì xéo cá rất chất là thích, bởi vì khả năng công trụ của cô nàng này rất chất là tốt. Chiêu cuối dài mà rồi Triều Vân lao lại ăn được màng của Flo team bên mình rồi. Phá này thì tập trung khá là đông, lượng máu của mình cũng khá là thấp. Dùng chiêu cuối bắn ăn được một người và hai người khá là thấp máu. Nhưng phá này thì thôi xong lừa mới rồi. Mình cũng phải lên bảng điểm số. Dù cá đã làm được gì hay không? Có làm được gì hay không? Trầm trọng lực được sử dụng, rất may thì vẫn ăn được màng của bị tém Endic. Chỉ không chỉ thì phá trao đổi đó lộ. Triều Vân nó cũng rất là khỏe anh em ạ, có giáp thống khổ nữa rồi. Thế trận hiện tại thì cũng đang hòa hoãn dành cho hai bên thôi, chưa bên nào lợi thế quá lớn cả. 13, 16 dành cho hai bên. Tém bên mình bị quẹt sạch, còn tém Endic thì vẫn đang còn là hai người nữa. Thì chắc chắn thể mất đó là cái trù ở phía ngoài. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì dây rú mục tăng tốc đánh. Hai món đồ tiếp theo thì hai món đồ chí mạng đó là thánh kiếm và sóng đao bảo táp. Món đồ tiếp theo thì món đồ đó là xuyên giáp diệt thân cúng, sau đó thì cúng ta ma hút máu và cuối cùng là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Đó là build đồ sử dụng dành cho đó là xéo cá nhá. Bây giờ thì đìa giám của tém địch được sử dụng. Mình bật đó là chiêu cuối xả ra thứ khá là nhiều sát thương. Trúng một lúc ba người và ăn được màng của sơ cất của team miễn địch rồi. Vậy là quá là ổn luôn. Rồi bây giờ thì có giáo đánh. Ui Viera tém địch tốc biến, nó combo vào mình anh em ạ. À, SP ơi lên mình nè. Nó tốt, SP nó tốt. SP lên mình thì hợp lý hơn đấy, để tránh trường hợp bị tém địch sốc đám ấy. Và mình phải chát gọi là SP ơi. Chỉ SP lên giá thì sẽ không hợp lý anh em ạ. Nói chung lên giá thì bởi vì nó cứ cấu rỉa từ sáng sau đó nó zone combo ấy. Có khí gọi là chiêu cuối chứ phạt huy tác dụng thì đối phương đã phải lên bảng điểm số rồi. Hoặc đó là chưa được làm được gì thì giá đã phải lên bảng điểm số. Nên là cái lên một là lên các chất tướng đấu sĩ khỏe để có thể can quét. Hai đó là lên các vị tướng xa thủ để có khả năng bảo kê tốt. Đó là hai mục tiêu mà giá cần lên. Chứ như lên giá thì sẽ không hợp lý rồi. Bây giờ á giá ơi lên mình bạn ơi. Đúng rồi, hay quá. Nói chung lên mình là hợp lý nhất này. Bởi vì để bảo kê mình xả ra thương tâm này đám của mình cực kỳ là tốt rồi á. Nên là chỉ cần một điểm tựa thôi. Hiện tại bây giờ thì có giáo trách. Còn ló té mình thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Nhưng mà cũng chỉ một phát trao đổi hòa hoãn thôi. Không vấn đề gì cả. Mình có cúng ta má rồi này. Bây giờ có cúng ta má rồi thì sẽ khỏe hơn rồi, rất là nhiều rồi. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu lên kiếm để tích lũy cường lượng vàng tốt hơn dành cho xéo cá. Về bảng ngọc thì lên cho xéo cá đó là bảng ngọc như sáu. Ngọc đỏ sẽ lên cho xéo cá. Ngọc tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 10 viên luôn. Ngọc tím thì 7 viên tóc đánh tóc chày, 3 viên hút máu. Và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu cách chơi của vị tướng xéo cá mà mình trình bày cụ thể dành cho anh em luôn. Xéo cá ở bản cập nhật này thay đổi đó là chiêu cuối thì anh em có thể lướt và đặt chiêu cuối để xả thương nhá. Bây giờ tém bên địch thì đang tập trung đấy cũng khá là đông. Mình sẽ đặt đó là những cây bụi cỏ, gai min ở những cái bụi cỏ để kiểm soát tầm nhìn một cách tốt hơn. Tầm này là tầm cực kỳ là quan trọng. Có ta thân xây giá còn 17 giấy nữa ra.
Bên nào mà con bắt được, đó là con Tào Thần sẽ giá thì công trụ sẽ tốt hơn rất rất nhiều. Mình và Theo Nát đều là hai xạ thủ có khả năng lấy trụ cực kỳ là tốt. Rồi, sẽ tính cho đồng đội gọi là chú ý Tào Thần sẽ giá nhé. Hiện tại thì đang thấy tầm nhìn tém bên địch phía trên kia. Ui, ăn Tào Thần à. Ăn được không? Tém bên địch đang còn sơ cớt và đang còn triều vấn nữa. Mình đứng cái góc này xả ra thướng là sẽ hợp lý nhất nhá, không sợ tém địch bắt. Ui, xong rồi, mất Tào Thần anh em ạ. Ui, mình may, rất may đó, mình xả ra thướng ăn được triều vấn rồi. Sơ cớt của tém địch định bắt mình nhưng mà chưa lượt quá được. Và bị mình tiến lên bảng điểm số, double cứu dành cho mình rồi. Á giá bây giờ mới nhảy lên mình. Triple cứu đó là dành cho mình rồi, quá đá cứu rồi, còn một màng nữa. Mega, 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 mega. Ồ. À ra ăn chứ không phải mình ăn. Mình tưởng là mega cứu ai ra chỉ được cái triple cứu dành cho mình thôi. Còn đó là double cứu dành cho Aza, nhưng như vậy là cũng quả là thành công rồi. Tém địch túi là ăn được Tào Thần xê giá. Một phá gọi là trừng trị trượt đến từ giúp cá vậy anh em ạ. Và cuối cùng thì xả thất thương ok và chắc chắn thấy tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Tưởng là con bắt thua, tưởng là thua anh em ạ, ăn mục tiêu lớn thua nhưng mà cuối cùng thì lại thắng. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, bye bye.